Đưa vào sử dụng toàn tuyến từ tháng 2 năm 2015, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài 55,7 km trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Nam Trung Bộ, các tỉnh phía Bắc với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tuyến nội vùng Đông Nam Bộ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc bộc lộ những bất cập trong thiết kế khiến đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thường xuyên quá tải, còn đoạn Long Thành Dầu Dây thừa thớt xe cộ lưu thông. Theo số liệu thống kê của Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, lưu lượng xe năm 2021 trên đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dài 20 km đạt 38.314 lượt xe một ngày đêm, trong khi đoạn Long Thành Dầu Dây chỉ đạt 10.403 lượt xe một ngày đêm. Như vậy, so với lưu lượng xe thiết kế 39.000 lượt thì lưu lượng xe thực tế trên đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành chưa mãn tải, nhưng do phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này thường đi vào các khung giờ cao điểm nhất định nên đã thường xuyên xảy ra kẹt xe. Như hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành tập trung từ 6 đến 12 giờ hàng ngày và hướng ngược lại tập trung từ 13 đến 21 giờ. Bên cạnh đó, lỗi do thiết kế cũng là một nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng kẹt xe. Cụ thể, vị trí đặt trạm thu phí Long Phước sát chân cầu Long Thành và trạm thu phí Long Thành giao với quốc lộ 51 quá sát nút giao, làm tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng. Việc thiếu các nhánh rẽ từ cao tốc tỏa ra hai bên và ngược lại cũng làm tuyến cao tốc dễ bị quá tải. Trong khi đó, nguyên nhân thưa thớt của đoạn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hoàn toàn là do lỗi thiết kế. Trên toàn tuyến dài hơn 35 km không có một nút giao nào để phương tiện từ các khu công nghiệp ở thành phố Biên Hòa và các huyện Long Thành, Trảng Bom ra vào, nên các phương tiện vẫn phải đi vòng qua quốc lộ 1, quốc lộ 51, dẫn đến sự quá tải trầm trọng cho hai đoạn tuyến quốc lộ này.